Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và 8 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức gây thiệt hại 103 tỷ đồng. Theo đó, các bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh cùng là cựu phó giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, Ngô Trường Ngọc Bích, cựu trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện thành phố Thủ Đức, Nguyễn Huy Việt, cựu nhân viên phòng vật tư, Đặng Thị Hiên, cựu kế toán trưởng, Trần Hậu Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Hải Đăng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo, vợ ông Nguyễn Minh Quân, bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền. Tại tòa, bị cáo lợi thừa nhận đã sử dụng các công ty sân sau để nộp hồ sơ dự thầu chúng 27 gói thầu với tổng giá trị hơn 345 tỷ đồng. Hơn 102 tỷ đồng tổng lợi nhuận thu được do nâng khống giá thiết bị y tế đã chuyển hết cho ông Quân thông qua chuyển khoản và đưa tiền mặt. Người này cũng kể còn được ông Quân cho vào làm cán bộ bệnh viện thành phố Thủ Đức từ năm 2016 đến năm 2020, công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp và dù trước đây chỉ là người rửa xe nhưng được yêu cầu làm hồ sơ để đi học bác sĩ. Bị cáo Quân kể, gặp lợi lúc người này đang làm nghề rửa xe, không có chuyên môn gì khác nhưng thấy lợi hiền lành nên cứu mang đưa về làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đạo. Bị cáo Quân phủ nhận đã chỉ đạo và nhận tiền từ việc trúng thầu trái pháp luật của bốn công ty sân sau. Cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức nói, những khoản tiền nhận từ lợi là tiền lợi trả nợ cho mình, từ đó tố lợi đang vu khống. Liên quan những sai phạm thông thầu tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, bị cáo Quân khai đến khi bị bắt vẫn không biết tại sao cơ quan điều tra thấy sai phạm nhiều quá. Bị cáo không biết nhân viên của mình làm sai nhiều như vậy. Cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức phân trần Đến hôm nay, gặp nhân viên bị cáo mới hỏi tại sao sai phạm nhiều như vậy. Được nhân viên kể lại vụ việc thì bị cáo mới hiểu bản chất vụ án. Không phải bị cáo không thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy cho cấp dưới mà bị cáo không biết vụ án này là gì. Điều tra viên hỏi bị cáo có chỉ đạo vi phạm đấu thầu hay không, bị cáo không biết vi phạm ở đây là gì nên trả lời không biết. Bị cáo quân nói tiếp, khi các đoàn thanh tra kiểm tra đến, bị cáo chỉ đạo tất cả bộ phận ra soát hồ sơ nhưng không thấy hồ sơ ở đâu hết bị cáo không biết tại sao. Đến giờ phút này hồ sơ ai ký, ký như thế nào bị cáo cũng không biết. Có thể hồ sơ nằm ở phòng vật tư trang thiết bị y tế trang. Chỉ phòng này biết cụ thể nhất. Liên quan tới các bị cáo từng là cấp dưới của ông Quân tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, cáo trạng xác định họ đã vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu theo sự chỉ đạo nhưng không biết động cơ, mục đích tham ô tài sản của hai bị cáo Quân và Lợi vì không hưởng lợi nên họ không đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tài sản, nhưng đủ căn cứ cấu thành tội phạm độc lập, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại tòa, các bị cáo này khai khi thấy bốn công ty do lợi điều hành thường xuyên trúng thầu tại bệnh viện thì ngầm hiểu là công ty sân sau của ông Quân. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 1 tháng 12. Theo đại biểu Quốc hội, để công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có hiệu quả, cần quan tâm xây dựng và hoàn thiện chế độ tiền lương hợp lý cho cán bộ công chức viên chức. Thảo luận về báo cáo của chính phủ liên quan công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, ngày 21 tháng 11, đại biểu Bố Thị Xuân Linh, đoàn Bình Thuận nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đẩy mạnh và có nhiều điểm đột phá, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác này đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế và ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm. Đặc biệt, ngày 29 tháng 9 năm 2023, chính phủ đã ban hành nghị định số 73 quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bà Bố Thị Xuân Linh nhấn mạnh, đây là một hành lang pháp lý để đội ngũ cán bộ có cơ sở, niềm tin để vượt lên chính mình và khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền đun đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, trì trệ và giải quyết công việc không hiệu quả. Bên cạnh đó, nữ đại biểu cho biết, cử tri còn băn khoăn, lo lắng và chăn trở về tình trạng tham nhũng tiêu cực ngày một tinh vi hơn, còn tham nhũng vặt và nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân thậm chí tham nhũng tiêu cực xảy ra ngay ở một số người làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực trong một số cơ quan thanh tra, kiểm tra và điều tra xét xử. Nữ đại biểu Đoàn Bình Thuận nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ tiền lương hợp lý, nâng cao mức sống của người lao động. Lương và phụ cấp là những khoản thu chính và nguồn sống chính của cán bộ công chức, tuy nhiên thực tiễn đã cho thấy rằng chính sách lương phụ cấp cũng còn nhiều bất cập. Bà Bố Thị Xuân Linh nói, để góp phần công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có hiệu quả, cần phải quan tâm đến mức sống của cán bộ, công chức và viên chức, phấn đấu để cho họ chủ yếu sống bằng lương và có mức thu nhập tương đương với mức thu nhập khác trong toàn xã hội. Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn Bình Phước cũng đánh giá, với quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước, cuộc chống tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn và không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu cho rằng công tác quản lý nhà nước phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Đó là trong đấu thầu mua sắm, quản lý tài sản công, quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, khai thác tài nguyên khoáng sản, về tài chính, ngân hàng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, về mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất trong ngành y tế, giáo dục. Nữ đại biểu đề nghị báo cáo đánh giá làm rõ hơn về tình hình tham nhũng tiêu cực và những tồn tại hạn chế cũng như những nguyên nhân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đó có hạn chế trong triển khai thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để từ đó có giải pháp phòng chống hiệu quả trong thời gian tới. Giải trình tại phiên làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến để cùng với các bộ ngành tham mưu chính phủ, thủ tướng chính phủ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa không thể tham nhũng đồng thời triển khai tổ chức thực hiện nghiêm quy định 13 và quy định 132 của ban bí thư về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực như ý kiến tham gia của một số đại biểu quốc hội. Tổng thanh tra cho biết, thời gian qua chính phủ đã tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực tăng cường thanh tra kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Ông Đoàn Hồng Phong nói, qua mỗi năm đều đạt kết quả tích cực, có sự tiến triển năm sau tốt hơn năm trước, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu hành vi tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn có những hạn chế tồn tại do đó sẽ tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo khắc phục nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đặc biệt là trong việc công khai minh bạch kịp thời sửa đổi bổ sung định mức tiêu chuẩn quy tắc ứng xử kiểm soát tài sản thu nhập chuyển đổi vị trí công tác nâng cao kỷ luật kỷ cương liêm chính trong thực thi công vụ